một đoàn kỵ binh theo lệnh nhà vua để tiến vào lãnh địa cấm. Trong đoàn có một chàng kỵ sĩ đặc biệt tên là Jack, anh ta bị câm điếc từ nhỏ. Trong lúc cả đoàn đang dừng chân nghỉ ngơi, Jack đã đi ra cạnh bờ hồ. Vô tình anh nhặt được một miếng vải bằng vàng, mà không hay biết rằng chính mình đã chọc giận phải một nữ thủy thần. Cô ta xuất hiện giữa mặt hồ và múa may điên cuồng. Đoàn hiệp sĩ nhìn thấy đều bị mê mẩn. Nhưng khi cô ta hét lên, cả đoàn hiệp sĩ bắt đầu điên cuồng chém giết lẫn nhau. Cả người lẫn ngựa đều lao mình ra giữa bờ hồ, rồi tất cả đều bị chính những bộ giáp mang trên người nhấn chìm xuống đáy. May mắn là Jack đã bị điếc từ nhỏ, nên dù người phụ nữ mặc đầy vàng có hét sát cả cổ họng, anh vẫn không bị cô ta mê hoặc. Sau cùng Jack lên ngựa và bỏ chạy. Vì quá sợ hãi nên đã va phải một thân cây chắn ngang đường. Khi tỉnh lại, anh liền tiến đến con sông để rửa mặt. Anh chọn một địa điểm thoáng mát để nghỉ ngơi qua đêm. Nhưng khi anh say trong giấc ngủ, người đẹp lại xuất hiện và lếu lều lên thân thể anh. Sáng hôm sau, Jack tỉnh dậy và phát hiện ra cô ta đang nằm kế bên mình. Tuy hơi có chút giật mình, nhưng lúc này Jack đã bị lòng tham chiếm hữu. Anh chàng tính níu kéo cô ả nhưng không được. Nhưng tham vọng trỗi dậy, Mike bảo Jack phải đuổi theo tình yêu của đời mình. Cô ta đi đến đâu, Jack cũng liền bám theo đến đó. Bằng sự can đảm của mình, Jack đã dần bắt kịp đến chỗ của Golden Girl. Cô ta nhảy múa trên dòng thác đầy nguy hiểm. Jack máu liều liền phi xuống theo. Cả hai cứ thế hòa quyện vào cùng dòng nước, đớp nhau đến Jack cả mồm mà Jack vẫn gan lì. Khi cô quá chìm đắm trong tình yêu, thì Jack mới lộ rõ dã tâm và đánh ngất ả. Khi chàng lút lấy sạch đống vải vàng trên người, rồi tàn nhẫn thả ả ta trôi xuống dòng thác, Jack xách theo toàn bộ số vàng và cao chạy xa bay. Cơ thể của cô ta được dòng suối đưa về chỗ cũ, ả liền sống lại trong căm phẫn, liền biến mặt nước xung quanh thành một dòng suối máu đầy giận dữ. Jack sau nhiều giờ di chuyển nên đã mệt mỏi và khát nước, không để ý anh chàng đã uống phải thứ nước đó. Từ một người bị điếc bỗng nhiên lại nghe được trở lại, anh ta bỏ lại số vàng và điên loạn bỏ chạy. Khi thần trí của Jack đã tỉnh lại, anh ta vui mừng vì đã có thể nghe thấy. Nhưng làm gì có chuyện được cho không cái gì. Người phụ nữ lại xuất hiện giữa mặt hồ. Cô ta nhìn thân thể của mình và gào khóc. Jack lại đối diện với thủy thần. Nhưng lần này anh không may mắn như trước nữa. Cuối cùng anh lính cũng phải gieo mình xuống hồ và trả giá cho lòng tham của mình. Câu chuyện cuối cùng có tên là Nhịp đập của cỗ máy. Ở một hành tinh xa xôi, hai phi hành gia đang làm nhiệm vụ thám hiểm để thăm dò điều kiện địa chất và môi trường nơi đây. Bất ngờ chiếc xe bị cuốn vào một vụ phun trào lưu huỳnh, nhưng người bạn của Myrtle không kịp thắt dây an toàn. Khi cô tỉnh dậy và kéo người bạn của mình ra khỏi đống đổ nát, cô mới phát hiện ra bạn mình đã thiệt mạng. Lúc này cô cố gắng liên lạc với trạm quỹ đạo nhưng không có tín hiệu. Khoảng cách về căn cứ còn hơn 40 km. Đúng lúc này, hệ thống oxy trong bộ đồ của Myrtle bị rò rỉ. Cô đành kết nối với bình dưỡng khí của người bạn quá cố. Myrtle vừa đi bộ vừa kéo theo xác bạn mình. Sau một quãng thời gian di chuyển, cô đã nhanh chóng bị xuống sức, buộc Myrtle phải kích hoạt tiêm kích thích vào cơ thể. Nhưng đi được một đoạn, tác dụng phụ của thuốc đã xuất hiện. Ban đầu, cô nghe thấy tiếng gọi từ người bạn đã mất. Cô ấy nói bản thân đã hòa làm một với hành tinh này. Xung quanh, núi đá trở thành các hình dạng trừu tượng quái dị, và thấy cả người phi hành gia khổng lồ đang bước đi. Myrtle đang dần cạn kiệt sức lực. Cô vẫn còn cách căn cứ tận 14 km. Myrtle tiếp tục tiêm thêm một liều kích thích, và gắng di chuyển thật nhanh, mặc kệ cho có thể bị hoang tưởng nặng hơn. Tiếng nói của Io vẫn luôn văng vẳng bên tai, khiến đầu cô như muốn nổ tung. Trong cơn mê, cô cho rằng Io giống như một cỗ máy. Những gì Myrtle thấy lúc này đã vượt xa tầm hiểu biết về vũ trụ của con người. Khi cô chợt tỉnh dậy, mức oxy hiện còn không đầy 2 phút. Trước mặt Myrtle là một thung lũng chứa đầy lưu huỳnh. Một khi gieo mình xuống, hình thể vật lý sẽ bị phá hủy, còn hình thể thần kinh sẽ được bảo toàn. Cũng có thể là bạn sẽ chết và cũng có thể bạn sẽ sống. Cuối cùng Myrtle tự ngắt kết nối với hệ thống. Cô gieo mình xuống thung lũng chứa đầy lưu huỳnh. Bản thân Myrtle cũng trở thành một nhân tố lan tỏa khắp mặt trăng của sao Mộc. Sau cùng, ý thức của cô cũng đã có thể giao tiếp lại với trạm vũ trụ. Hết phim, mình vẫn mong các bạn hãy xem bản full để có được một cảm nhận tốt nhất về tập phim này. Vậy là chúng ta vừa xem xong 5 tập tóm tắt thuộc series Love, Death and Robots Season 3. Mỗi tập là một câu chuyện đầy huyền bí và hấp dẫn. Mình đã có làm thêm nhiều tập khác trên kênh. Các bạn hãy chú ý đón xem nhé. Thước phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay và thư giãn, hãy ủng hộ bọn mình bằng cách nhấn đăng ký kênh và bật chuông báo để giúp bọn mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hấp dẫn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những thước phim tiếp theo. Đến với tập tiếp theo có tên là Xác sống trỗi dậy. Nửa đêm tại nghĩa địa hoang vắng, một đôi tình nhân đến đây để ân ái, nhưng người đàn ông đã không thể thỏa mãn bản thân nên đã làm ra một hành động hết sức kỳ cục, khiến bức tượng thánh bị sụp đổ và tự hại chính mình. Một tia sét giáng xuống làm thập tự giá bùng cháy. Những xác sống đội mồ trỗi dậy cắn chết đôi tình nhân rồi di chuyển đến những nơi khác. Sáng hôm sau, hai người này đang tập thể dục thì bị zombie tấn công. Mức độ lây lan nhanh chóng, cả thành phố đều trở nên hỗn loạn. Số lượng xác sống tăng một cách chóng mặt. Chúng còn phá hủy bệnh viện, tàu hỏa và cả tháp Eiffel cũng thất thủ. Lúc này, zombie đã sớm lan rộng ra toàn cầu. Đến cả Thiếu Lâm tự cũng bị chúng khiêu chiến.
Mặc dù võ công cao cường nhưng cũng không tránh khỏi kết cục, khắp các quốc gia trên thế giới đều trong tình trạng hỗn chiến. Tại Nhà Trắng, Tổng thống lập tức ra lệnh cho máy bay. Cuộc đánh bom đã khiến thành phố chìm trong biển lửa. Những chiếc xe được trang bị vũ khí đi khắp các nẻo đường để đẩy lùi zombie, khắp mọi nơi lúc này đều trở thành địa ngục. Số lượng zombie lúc này còn nhiều hơn cả đạn dược. Rất nhanh chóng chúng đã tới và bao vây lấy Nhà Trắng. Tổng thống liền kích hoạt toàn bộ đầu đạn hạt nhân trên toàn thế giới. Cuối cùng chính chúng ta mới là những kẻ tự hủy hoại hành tinh của mình. Mặc dù trái đất bị hủy diệt nhưng cũng chỉ là hạt bụi rất nhỏ trong vũ trụ này. Tập này có tên là Bầy Đàn. Lần này, bối cảnh diễn ra nằm bên ngoài trái đất. Trên con tàu vũ trụ là tiến sĩ Afriel cùng sinh vật thông minh ngoài hành tinh. Cả hai đang trò chuyện về giống loài bầy đàn mà Afriel sắp sửa đến nghiên cứu. Chợt có âm thanh phía sau, con vật này chính là chỉ huy của con tàu. Nó thông báo phi thuyền đón tiến sĩ đã sẵn sàng. Cả bọn tạm biệt và hẹn 600 ngày sau sẽ quay về. Phi thuyền đưa Afriel vào một hang động. Lúc này, anh đã gặp lại người bạn cũ là tiến sĩ Murni. Vì lâu ngày không gần nữ sắc nên anh có chút dạo dực. Trong lúc cả hai đang chim chuột thì Afriel bị một con bọ cắn vào chân. Nhưng nó chỉ muốn thu thập mẫu tế bào của anh, rồi đem về cho nữ hoàng để xác nhận anh không phải kẻ thù. Tiến sĩ đã đến nơi này được 2 năm. Giờ thì cô đã nắm rõ mọi thứ ở đây. Cô bắt đầu giới thiệu về bầy đàn. Chính là một tập hợp hàng triệu con bọ với những lớp khác nhau. Bọn chúng đảm nhận những vai trò riêng lẻ. Tất cả chúng đều phục vụ cho mục đích của nữ hoàng. Nói chuyện được một lúc thì Afriel đã than đói. Nữ tiến sĩ gõ gõ vào con bọ mấy cái, thì nó nhả ra cục thạch màu xanh lam. Cô cầm đưa cho Afriel nếm thử. Tuy khá khó coi, nhưng mùi mị lại khá là ngon. Bỗng từ xa, một con bọ khổng lồ đi qua. Murni gọi nó là bọ xe buýt. Hai người bám vào, rồi đi sâu vào phía bên trong. Lúc này, họ đã thấy được trái tim của tổ. Đó chính là con nữ hoàng của bầy đàn. Nó sẽ được bầy đàn chăm sóc và tạo ra các cá thể mới. Hàng ngàn con bọ thợ không ngừng tạo ra thức ăn và chăm sóc những cái trứng. Còn việc bảo vệ tiêu diệt kẻ thù đã có những con bọ chiến binh đảm nhiệm. Một tập hợp liên kết gần như hoàn hảo đã giúp chúng tồn tại hàng triệu năm. Đến lúc này, Afriel mới tiết lộ mục đích thật sự của chuyến đi này. Anh muốn nhân bản bầy đàn để tận dụng khả năng của chúng để phục vụ cho nhân loại. Nữ tiến sĩ liền lập tức phản đối, cô không muốn biến bầy đàn thành nô lệ, vì chúng là một loài riêng biệt đã tồn tại hơn 100 triệu năm. Afriel giải thích rằng, lũ bọ cũng giống như robot hữu cơ. Chúng là sinh vật vô tri, chỉ hoạt động theo lệnh của con nữ hoàng. Murni cuối cùng cũng có chút lay động. Cô đồng ý, với điều kiện không được làm hại tới cái tổ. Thế là, bằng cách cấy tế bào kiểm soát mà Afriel đã mang theo bên mình, một thời gian sau họ đã thu phục được một số lượng lớn cá thể, và thành công trộm được cả trứng của nữ hoàng. Hai người bắt đầu quá trình nhân giống, chuẩn bị tạo ra một bản sao của nữ hoàng. Nhưng chỉ sau vài ngày, việc nhân giống của họ đã bị phát hiện. Chúng đến để báo cho tiến sĩ rằng tiến sĩ Murni đã bị bắt. Afriel liền ra lệnh cho chúng đưa mình tới đó. Trên đường đi, bất ngờ họ bị các cá thể lớp chiến binh tấn công. Sau khi giết chết hai con non, chúng đuổi theo Afriel, khiến anh va phải vách đá nên bị thương. Các cá thể chiến binh còn biết bày binh bố trận để chặn hướng đi của mục tiêu. Chúng tấn công Afriel nhưng không hề có ý định giết tiến sĩ. Tuy tiến sĩ đã kết liễu được một cá thể chiến binh, nhưng sự chống trả yếu ớt của Afriel cũng chỉ là điều vô nghĩa. Tiến sĩ nhanh chóng bị bao vây và hạ gục. Khi tỉnh dậy, Afriel đã được đưa đến chỗ của nữ hoàng. Lúc này cơ thể của Murni đang trong sự kiểm soát của tri thức bầy đàn. Thì ra ngay từ đầu cô đã sớm bị đặt chương trình gián điệp lên người. Chương trình sẽ tự động kích hoạt khi phát hiện mối đe dọa. Nhờ vào việc kiểm soát được bộ não của nữ tiến sĩ, nó biết được loài người rất thông minh. Nhưng để đấu lại với bầy đàn là điều không thể. Hãy nhìn những sinh vật ăn rác này xem. 2 triệu năm về trước, tổ tiên nó từng là nỗi khiếp sợ của cả thiên hà. Nhưng khi đụng độ với bầy đàn, nữ hoàng sẽ tạo ra được những sinh vật ưu tú hơn để chống lại chính loài muốn xâm chiếm chúng. Nó cho Afriel 2 lựa chọn. Một là nhanh chóng rời đi và không bao giờ trở lại. 2 là chết rồi bị nhân bản vô tính. Dĩ nhiên, tiến sĩ đã chọn cách rời đi và mang theo một bài học đắt giá. Sự tham lam vô độ sẽ đẩy chính họ đến gần với sự hủy diệt. Một buổi sáng tinh mơ, Mao Sành vừa ra khỏi cửa thì phát hiện ra 2 chú chuột đột nhập vào kho thóc. Ông liền vác khẩu súng săn vào, định làm một bữa chuột nướng. Nhanh chóng ông đã triệt hạ được kẻ trộm thóc. Con chuột này trông không khác gì một chiến binh thực thụ. Những con chuột khác cũng xuất hiện và tấn công ông bằng chiếc nỏ bắn đinh. Mao Sành liền chạy ra ngoài để gọi cho một công ty chuyên diệt chuột. Lập tức công ty cử người đến. Nhân viên cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Mao Sành lại không hề thấy vậy. Anh nhân viên giải thích đây chỉ là do môi trường đang bị bóp méo, buộc chúng phải tiến hóa nên cũng không có gì đáng lo ngại. Anh ta giới thiệu cho Mao Sành về thiết bị diệt chuột của công ty, đó là một máy bắn laser xịn sò. Chỉ cần lắp đặt chúng lên 4 góc của mỗi kho là không còn gì phải lo lắng nữa. Mao Sành cũng rất chịu chơi, liền cho lắp đặt hệ thống diệt chuột cho toàn bộ nhà kho của mình. Ngay lập tức đã tiêu diệt được một con, nhưng đó lại là con mèo của nhà ông. Nhưng đó cũng là tín hiệu tích cực, cho thấy thiết bị đã hoạt động bình thường. Cứ tưởng sẽ được thảnh thơi và không còn phải lo nghĩ đến lũ chuột nữa, thì đột nhiên hệ thống diệt chuột vừa lắp đã bị lũ chuột vô hiệu hóa. Nhân viên công ty lại đến. Lần này họ giới thiệu cho ông một mẫu khác xin sò hơn. Thiết bị lần này giống như máy bay không người lái của hải quân. Thế là Mao Sành lại tiếp tục chi hầu bao. Con robot này như một con bọ cạp bằng sắt.
cùng với cái đuôi được trang bị súng máy. Ngay lập tức nó tỏ ra làm việc cực kỳ hiệu quả, khiến Mao Sành cảm thấy rất vui mừng. Sáng hôm sau, cỗ máy săn đã tiêu diệt được một núi xác chuột, nhưng cảnh tượng sắp diễn ra sau đó. Một gia đình chuột đã cố gắng chạy thoát khỏi nhà kho, chú chuột con không may đã bị vấp và bị cỗ máy giết hại một cách tàn nhẫn, chuột bố mẹ chỉ còn biết trơ mắt nhìn. Rất nhanh chúng cũng không thoát khỏi kết cục nghiệt ngã, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Khi Mao Sành mở cửa kho thóc ra, cảnh tượng kinh hoàng như thể thế chiến thứ tư. Lũ chuột không còn bỏ chạy mà chiến đấu một cách quyết liệt. Tuy nhiên, con robot với hỏa lực áp đảo không ngừng tàn sát bầy chuột một cách ghê rợn. Lũ chuột cố gắng nhảy lên tấn công nhưng không ăn thua. Chứng kiến cảnh đồng loại bị liên tiếp gục ngã, một chú chuột dũng cảm đã lái chiếc xe đâm trực diện về phía cỗ máy săn, khiến con robot bị hư hỏng nặng. Không chịu dừng lại, bọ cạp máy vẫn lê lết từng bước để làm nhiệm vụ. Một khi nó còn hoạt động, nó sẽ không ngừng lại việc giết chóc của mình. Con chuột dũng cảm hướng chiếc dĩa về phía kẻ địch. Cái chết dường như đã tới rất gần với nó. Đúng lúc này ông Mao Sành tiến vào, nhưng ông lại nổ súng về phía cỗ máy săn của mình. Mao Sành giờ đã hiểu ra, bầy chuột làm tất cả cũng chỉ vì cố gắng để sinh tồn mà thôi. Ông được lũ chuột mời một ly rượu vang, thể hiện cho tình bạn giữa chúng và lão nông dân Mao Sành. Từ đó, họ cùng chung sống hòa bình và chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.